Những năm gần đây, huyện biên giới phong thổ tỉnh Lai Châu đã huy động các nguồn lực chính sách chương trình mục tiêu quốc gia phù hợp để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, tạo sinh kế bền vững cho nhân dân. Phong Thổ là huyện vùng cao biên giới của tỉnh Lai Châu, nơi có 6 dân tộc anh em cùng sinh sống, bao gồm Giao, Mông, Thái, Hà Nhì, Kinh. Địa hình chia cắt bởi nhiều sông suối và núi cao, khí hậu quanh năm mát mẻ, đã tạo nên một bức tranh phong thổ đa sắc màu níu chân du khách. Phong thổ gắn liền với những khu di tích lịch sử như Đền thờ Nàng Han, Hàng Kháng Chiến Nàng Cùng, di tích cấp quốc gia di chỉ khảo cổ Nậm Tun, xã Mường So. Đặc biệt, du khách trong và ngoài nước biết đến phong thổ với những sản phẩm du lịch trải nghiệm nổi tiếng như Bản xin suối hồ với phong cảnh nên thơ trữ tình, là nơi đang gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào Mông Khám phá trải nghiệm leo núi Bạch Mộc Lương Tử là một trong năm ngọn núi cao nhất của Việt Nam và Đông Nam Á. Hay ngược dãy màu xì sì san để đến với rừng trẻ san tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi lớn nhất tỉnh Lai Châu. Những năm gần đây, nhận thức được tiềm năng lợi thế về du lịch, chính quyền và nhân dân huyện Phong Thổ đã linh hoạt vận dụng những chương trình mục đích ra như nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030 tại quyết định 1719 của Thủ tướng Chính phủ. Để đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng cùng với việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các đồng bào dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn. Ngoài ra, huyện Phong Thổ đã huy động được các dự án tài trợ trong và ngoài nước với nguồn kinh phí lớn, từng bước định hình các sản phẩm du lịch, các bản làng văn hóa du lịch cộng đồng, các tour tuyến du lịch sinh thái trải nghiệm được hình thành. Những sản phẩm du lịch của Phong Thổ đang thu hút đông đảo du khách tới tham quan, trải nghiệm góp phần không nhỏ vào công tác giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Hiện nay là tất cả các thôn bản đều có các cái tổ đội văn nghệ quần chúng và phục vụ cái tinh thần đời sống tinh thần của nhân dân. Các cái lễ hội truyền thống của chúng tôi thì cũng đã được khôi phục lại, phục dựng lại để phục vụ các cái dịp lễ hội đem lại cái đời sống tinh thần của người gần trên địa bàn của huyện Phong Thổ. Điểm bản du lịch cộng đồng Xin Suối Hồ, xã Xin Suối Hồ được gắn với cái tên Bản Hạnh Phúc trên đỉnh Sơn Bạc Mây và Bản Vàng Pheo, xã Mường So được biết đến với cái tên Thung Lũng Mỹ Nhân là hai trong số những điểm đến được nhiều du khách lựa chọn trong hành trình du lịch Lai Châu. Ngoài sức hút vốn có về cảnh quan và khí hậu cũng như các sản phẩm đặc sản của địa phương Cấp ủy chính quyền các cấp và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Phong Thổ đã đồng lòng trong cuộc làm mới mình bằng thái độ phục vụ, trình độ giao tiếp ngoại ngữ, các món ăn truyền thống và thổ cầm của đồng bào các dân tộc phù hợp với thị hiếu của du khách mà vẫn gìn giữ được bản sắc văn hóa truyền thống. Du khách đến với Phong Thổ còn có thể ghé thăm chợ phiên rào san, đồi tình yêu xã Hoang Thèn, bản văn hóa Tô Y Phìn xã Lả Nhi Thàng, hay trải nghiệm tìm hiểu văn hóa của các dân tộc trên địa bàn qua các lễ hội truyền thống đang được đồng bào gìn giữ và phát huy. Tại trung tâm thị trấn Phong Thổ, điểm du lịch cộng đồng thôn Đoàn Kết là một trong những điểm đang được huyện quan huyện quan tâm đầu tư cải tạo cơ sở hạ tầng, phát triển các sản phẩm du lịch như các món ăn truyền thống, các đội văn nghệ của đồng bào dân tộc Thái. Bà con nhân dân nơi đây chung tay nỗ lực gìn giữ môi trường cảnh quan sạch đẹp và cung ứng cho du khách nhiều sản phẩm quà tặng ý nghĩa từ thổ cẩm. Cùng nhau là chung sức uh hợp tác với nhau làm thế nào là là để giữ gìn bản sắc dân tộc và bảo tồn của dân tộc Thái mình khôi phục từ cha ông để lại, vận động chị em và các bà, Chỉ yếu là giờ vào các bà là giả đấy, biết diệt thủ cấm à, truyền thống ngày xưa của dân tộc Thái đấy, dân tộc Thái trắng đấy. là chuẩn bị à, hướng tới này là điểm du lịch cùng đồng của được tính quyết định thì để phát triển và sản phẩm mình sản xuất ra sản phẩm để để du khách đến thì mình là thu nhập được cho hội viên và cho cộng đồng. Với phong thổ hôm nay, du khách sẽ được trải nghiệm những giá trị văn hóa lâu đời của đồng bào các dân tộc vùng cao, hòa mình vào với thiên nhiên hùng vĩ và thưởng thức những món ăn đặc sản của địa phương phát triển du lịch cộng đồng gắn với việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các đồng bào dân tộc đang được chính quyền và nhân dân huyện phong thổ triển khai thực hiện đây cũng là cách giúp phát triển sinh kế cho nhân dân khơi dậy tình đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc xây dựng huyện phong thổ ngày càng giàu đẹp văn minh góp phần gìn giữ và bảo vệ an ninh chính trị phát triển kinh tế xã hội của huyện vùng biên này